Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, đêm nay Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, ngày mai nhiều mây, Trung Bộ nắng nóng giảm dần, còn với Tây Nguyên Nam Bộ chiều tối sẽ có mưa dông. Cụ thể ở Bắc Bộ đêm nay ở vùng núi và Trung Du sẽ là nơi có mưa vừa mưa to và dông rải rác. Cục bộ có nhiều điểm mưa to trên 70mm. Mưa liên tục nhiều ngày khiến đất đá bờ nhão, do vậy bà con ở đây cần cảnh giác cao với sạt lở và lũ quét. Còn ngày mai trời chủ đạo sẽ nhiều mây, trong ngày sẽ có mưa nắng gián đoạn với mức nhiệt toàn miền dao động trong khoảng nhiệt là 31 cho đến 34 độ. Thưa quý vị, với các tỉnh miền Trung, ngày mai nắng nóng sẽ giảm hơn so với hôm nay nhưng vẫn ở mức cao. Trời nắng sớm với nhiệt độ từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phan Thiết sẽ phổ biến trong khoảng nhiệt là 34 cho đến 37 độ. Còn từ Bình Định trở vào Bình Thuận dịu hơn trong khoảng nhiệt là 30 cho đến 33 độ. Về chiều tối ở Nam Trung Bộ sẽ có mưa dông nhiệt. Còn ở khu vực phía Nam, chiều và tối mai, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Còn trong ngày thì cả hai khu vực sẽ đều có mây, có nắng với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên dao động trong khoảng nhiệt là 26 cho đến 29 độ. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng nhiệt là 30 cho đến 33 độ. Xin được chuyển sang các thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam mạnh cấp 5, giật cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 3 mét. Còn với quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió cấp 4. Và như thường lệ, phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.